một số phụ kiện về rất nhiều cho bác đây. Em vừa làm một clip giới thiệu mấy mã lọc nguồn của bác rồi, vừa lọc nguồn vừa ổ cắm vừa xử lý giải cho bác rồi. Thì sang đến đây em mời các bác đến với lại lô dây phụ kiện. Dây phụ kiện thì đối với lại đây là dây quân sự, đây là dây loa quân sự. Dây loa quân sự này dài 2,5 m một vế. Dây loa quân sự này là dây loa được tách ra từ những đường dây thông tin quân sự của Mỹ nhé, của Mỹ đấy ạ, hàng của Mỹ đấy, không phải của mình đâu. Nó không có lượng dài mà nó chỉ có ngắn như này một thôi, 2,5 m một vế này, còn đấy. Bộ này có mức giá là 1,6 triệu, 1,6 triệu ạ, 1,6 triệu. Còn đối với dòng dòng này, đây là dòng jack 3.5. Dòng này thì là cắm cho điện thoại, máy tính, laptop, tivi và âm ly. Dòng này thì dòng Benkin. Dòng này dòng Benkin em bán rất là nhiều rồi, giới thiệu quá là nhiều rồi, em nói nên nói nhanh nhé. 400 một sợi bộ này, 400 một bộ. Có chống nhiễu này, Benkin có chống nhiễu hết ạ. Benkin này có chống nhiễu. Và cái dòng này thì bán rất là nhiều. Benkin này có chống nhiễu, dòng Benkin của Đức. 400 một bộ. Sang tiếp tục đến dây quang. Dây quang của Litton của USA. Đấy. Dây quang của Mỹ ạ. Có nhìn chưa, dây quang của Mỹ được chưa? Litton USA được chưa? Đấy, dây quang của USA. Dây này cũng 400 một sợi. 400 một sợi. Chiều dài nó hơn 1 mét chút, mét tầm mét 2. Mét đến 1,2. Đây dây quang. Tiếp đến là dây 5 chân. Cái dây 5 chân này này thì thường dùng cho những bộ âm ly của Đức này, âm ly của Anh này, âm ly Nga. Có nghĩa là một đầu là AV này. Một đầu cắm vào 5 chân. Dây này là 700 nghìn một bộ. 700 nghìn một bộ này nhé, 700 nghìn. Tiếp tục đến dây AV của Acufei. Dòng dây AV của Acufei có cục chống nhiễu chạy dọc trên thân dây, xử lý chống nhiễu ấy, xử lý khử nhiễu Acufei. Dòng dây Acufei này với lại âm ly rồi một số thiết bị của Acufei thì quá nổi tiếng rồi. 1,3 triệu một bộ dây AV này. 1,3 triệu một bộ dây này. AV, Acufei. Dây AV đấy cắm từ đầu CD xuống âm ly đấy ạ. Dòng này đấy. 1,3 triệu một bộ dây AV Acufei. Mở khí cứ phải mở ra chút cho các bác nhìn cho nó thích mắt chứ không lúc cứ nói đây. Được chưa? Đây. Đầu Acufei đấy. Đấy có nhìn chưa? Acufei. Đấy. Quá là chất luôn. Được. 1,3 triệu. Này, đầu này có chống nhiễu đây. Chống nhiễu này nó xử lý, nó chọn dọc toàn thân luôn để khử nhiễu, tạp nhiễu trên thân. 1,3 triệu một bộ. Tiếp tục với Acufei tiếp theo. Đây, Acufei này. Con này xử lý đây Acufei này, Acufei 40. Cũng là dây AV. Con này các bác chú ý nhé, trên dây Acufei này hai con ấy, con này em quên không nói rượu, nó có đường mũi tên chỉ cắm tín hiệu vào và ra nhé. Các bác cắm tín hiệu đi theo đường mũi tên cho em. Con này cũng vậy, đều có hướng cắm đây, hướng cắm chiều tín hiệu này. Bây giờ các bác nhìn này, nó có chỉ chiều tín hiệu mũi tên đen như này, thì cái đầu này các bác phải cắm đằng sau cái đầu CD. Đầu CD nó cấp tín hiệu ra thì nó phải đây, nó chạy theo này xuống đi. Con này là dây Acufei. Kéo nốt ra cho nó dễ, không cứ bảo ra ngoài nó sáng hơn hẳn đấy, nhìn thích này không? Đây được tín hiệu đây, màu đỏ nó chạy đây. Acufei 40. Đấy, nhìn nó mê chưa, quắc nhìn nó mê chưa, nhìn dây cáp sợi tết của nó này, chống nhiễu và bọc bảo vệ quá là tốt luôn. Con này mức giá là 1,5 triệu, 1,5 triệu một dây bác nhé, dài
1 mét, 1,5 triệu một bộ, quên lại 1,5 triệu một dây, 1,5 triệu một bộ này. Xong đến tiếp tục đến dây loa. Dây loa này là dây loa Benzen. Dây loa Benzen này đã giới thiệu rất là nhiều cho các bác trên đấy rồi. Dây loa Benzen này là 800 một bộ. Dây loa Benzen này 800 một bộ. Đây. Dây này thì bán chạy nhất rồi. Nhiều bác lấy lắm rồi. Dây Benzen này chất lượng âm thanh khá là tốt luôn, nghe tốt luôn ạ. 800 một bộ. Dài 2,5 mét một vế. Vậy là hai bên là hai vế là 5 mét. Đấy, 800 bộ. Tiếp tục sang đến dây đây nữa. À, đấy là dây Somex, là dây Somex này. Somex màu đỏ này, gai đỏ. Con này là 700 một bộ. 700 một bộ. Somex. Hai con này có khác gì đâu. Này. Họ nhìn cái gai này nó kết, nó tết như thế này để họ bảo vệ cái dây loa rất là tốt, loại đồng cho chất bát rất là dày. À, sang tiếp tục đó là dây AV. Dây AV hàng bãi này. Các bác nhìn cái dây nó bẩn bẩn này, tôi lau cái nó sạch ngay. Quan trọng nhất là những cái đầu này này. Đây này, hàng chất của nó đây ạ. Đây là dây AudioQuiz. Nọc đến hãng AudioQuiz thì các bác biết rồi nhé. AudioQuiz này. Con dây AV này có chạy theo chiều mũi tên. Các bác nhìn này. Này, dây bãi thôi các bác lau đi nó đẹp ngay đây này. Đấy, em lau này. Các bác thấy sạch tinh chưa? Đấy, em lau đấy, nó sạch chưa? Sạch luôn. AudioQuiz hàng USA. Hàng USA. Dây này có mức giá là 600k một bộ. 600k một bộ. Tiếp tục nữa sang đến loại dây Kingpin. Kingpin. Dây Kingpin này. Dây Kingpin. Dây Kingpin này đánh bát mềm lắm ạ. Bát mềm. À, dây Kingpin này có mức giá là 600k một bộ. Hơi Kingpin này. 600k một bộ. À, tiếp tục đến dây AV nữa, đó là dây AV Master. Đây là dây AV Master. Mức giá 400k một bộ. Master. 400k một bộ Master này. Con này có cho kéo co không đứt được dây này. 400k một bộ. À, tiếp tục nữa là đến là dây. Ôi, hãng dây này, con dây này. Con dây này một số bác biết hay lấy em đi. Quay vào thì nhìn cái dây nó cảm thấy nó xấu xấu bẩn bẩn. Nhưng mà nó dây AV, nó ăn nhau cái chất. Ăn nhau cái chất đấy bạn. Đây con này. Em đang quay cho các bác nhìn những cái thông số cái chữ của nó. Nó in nó cũng lại cái màu đây này. In nó cũng cái màu trắng trắng này, rất là khó đọc. Đây là dây Obex. Chưa? Obex. Đấy, hãng dây Obex. Obex. Obex Germany. Obex. Đấy, Obex được chưa? Germany. Dây này dây của Đức, mức giá 700k một bộ này. 700k một bộ một đôi này. 700k. Và cuối cùng là dây nối dài. Con này là 20 mét. Dây nối dài của Nhật. À, dây nối dài của Nhật có mức giá là 680.000. 680.000 một quận này, dây nối dài của Nhật ạ. Tất cả đây là dây Nhật các bác nhá, chứ không phải dây đâu, các bác nhìn này. Chứ không phải là dây Trần Phú với dây Sino của bác đâu. Dây Nhật hết các bác, dây Nhật hết các bác. Bắt đầu gọi thông cảm đợi em chút. Dây nối dài của Nhật đấy, 20 mét. Có rắc cắm chia. Đây, hàng của Nhật luôn, chia luôn. Đủ các loại rắc cắm. Tất cả đều được dập chữ Nhật ở trên này. Dập chữ Nhật đậy này, dập chữ Nhật hết. Dây nối dài của Nhật 20 mét. Loại này 680.000 một bộ. Các bác cứ tính luôn hộ em đi. Bây giờ các bác đi mua cái dây Trần Phú hay dây Sino loại này thì chẳng hạn. 20 mét thì các bác phải mất tầm 300.000 đến 400.000 rồi. Chứ chưa nói đến loại là đây dây của Nhật, dây nối dài cấp điện của Nhật mà có đầu ổ cắm hết. Ổ cắm này nó gọn, nó chống, chống giật tốt lắm. Ok chưa? Sâu hết, kín khít thì khít. Được chưa? Dây nối dài của Nhật
680.000 bộ. Trước là nó tầm 620, 600, có thời điểm 600. Nhưng giờ họ cấm hết biên rồi, giờ nó khó hàng lắm. Toàn họ toàn thuê kiểu cước rồi là phí nó nhiều đấy, nó lên. Chứ em thế thôi, kênh của em bác biết thừa. Hôm năm ngoái em nhập cái này chẳng hạn 500.000 chẳng hạn, nhưng năm nay em nhập 400.000, em sẽ bán tụt 400.000 chứ không bao giờ em tăng lên. Đấy, nhập lên thì báo lên, nhập xuống thì báo xuống. Đây, chỉ có hai màu chủ đạo, đó là màu vàng và màu đỏ. 680.000 một quận. Bác nhìn này, dây Việt Nam mình nó đến giá đấy thì chưa phải nói đến dây Nhật, được chưa? Được chưa? Dây Việt Nam mình đã thế rồi nhá. Đây là dây 1,25 nhá. Đây có bác đọc của em nhá. Nhìn này, trên này nó có ghi này. Đấy. Dây Nhật được chưa? Cảm ơn các bác.